qua đào năm 2024 vẫn dương ra mẫu ấn kim 23 quý tộc rất là đẹp, hoa văn sáng sủa, có viên vàng rất là nổi trội. Mình rất ấn tượng với mẫu ấn kim này. Xin chào tất cả anh em thao thời trên cả nước, mình là Nguyễn Hòa đến từ khu vực Thừa Thiên Huế. Cũng vinh dự làm nhà thầu đầu tiên được sử dụng tấm ấn kim 23 quý tộc nằm trong bộ sưu tập mới nhất màu 2024 của Vĩnh Tường. Mình thấy mẫu này lắp lên trần rất là đẹp và phong phú đa dạng. Mình thấy điều thứ nhất trên mẫu ấn kim 23 quý tộc là hoa tiết, hoa lá và viên giác vàng rất là đẹp. Điều thứ hai là mình thấy Vĩnh Tường thiết kế theo mẫu mã của Baroque, mình thấy rất là sang và đẹp. Vì cùng chính điều đó, mình đã tư vấn cho chủ nhà dùng tấm ấn kim 23 quý tộc và chủ nhà rất thích. Bác cảm thấy là rất hài lòng vì bộ sưu tập này là mới. Ra 2004 thì bác thấy là coi như là có đường tiệc hoa văn, nó sáng rực rỡ trong cuộc sống, thì nó sáng chừng nào thì nó tốt chừng đó. Và Vĩnh Tường là cũng đồng hành với là cả nước lâu năm rồi, thì coi như tôi cũng dùng sản phẩm này rất uy tín, thì coi như tôi sẽ giới thiệu về bạn bè và người thân.